Phân khu The Ambi thuộc dự án Stella Megacity Cần Thơ là dự án hội tụ đầy đủ các tiện ích gần khu hành chính, trường học liên cấp, bệnh viện, khách sạn chủ quốc tế, khu phức hợp thể thao, học viện golf, khu thương mại dịch vụ, đại siêu thị, công viên hệ thống 10.000 cây xanh. Mình chọn dự án này, mình thấy vị trí của nó thuận tiện, nó gần sân bay, gần trung tâm, với lại là thuận tiện cho việc di chuyển. Ngoài ra thì mình thấy pháp lý của nó rất là minh bạch. Với ý tưởng thiết kế Heritage of Light, phân khu The Ambi là một sự kết hợp độc đáo giữa ba yếu tố ánh sáng, màu sắc và thời gian, một không gian độc đáo đậm chất nghệ thuật với những điểm nhấn là cổng ánh sáng, đại lộ ánh sáng, hồ ánh sáng, hứa hẹn tạo nên một biểu tượng mới của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai. Trong khu đô thị của chúng tôi thì chúng tôi có rất là nhiều cái phân khu và đặc biệt là cái phân khu ánh sáng The Ambi. Với mong muốn là mang đến một sự kiến tạo về ánh sáng cũng giống như cái nghệ thuật hài hòa ánh sáng thì chúng tôi đã tạo nên một cái phân khu sắc màu để mang tới một điểm ấn đặc biệt cho thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đại lộ ngôi sao Stella Megacity hiện đang là dự án hiếm hoi đạt được hai tiêu chuẩn quan trọng trong việc thay đổi diện mạo phát triển đô thị tại Cần Thơ, đó chính là đô thị sân bay và đô thị trung tâm thành phố. Dự án Stella Megacity có quy mô hơn 150 hectare, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng với nhiều phân khu chức năng như nhà ở, thương mại, giải trí và đa dạng loại hình bất động sản từ 80 đến 170 m2. Tại lễ ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 12 sắp tới, Kita Group sẽ công bố chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.